giọt nước mắt của nhà báo Lê Bình. Trong cuộc trò chuyện với một tờ báo điện tử hồi tháng 2 năm nay, nhà báo Lê Bình đã rơi nước mắt khi nói về những đứa trẻ ở Syria, nhân vật trong hành trình của sự sống và cái chết. Suốt buổi trò chuyện, nhà báo Lê Bình có lúc nghẹn ngào, có lúc rơi lệ khi kể lại những câu chuyện trong cuộc hành trình tới vùng chiến sự nhiều rủi ro. Cô cho biết, khi chứng kiến một bữa tối của một gia đình người Syria ở sát biên giới Syria và Liban, bốn người trong ekip thực hiện bộ phim đã bật khóc. Nhà báo Lê Bình kể, chúng tôi tận mắt nhìn thấy họ đang luộc ba củ khoai tây, khẩu phần bữa tối của 12 con người, cả đàn ông, cả đàn bà và trẻ nhỏ. Chị hãy hình dung ba củ khoai tây nhỏ xíu cho ngần ấy con người cầm cự với cái giá rét dưới 0 độ C. Khi phỏng vấn mấy đứa trẻ con, chúng tôi đã òa khóc, phiên dịch của chúng tôi cũng không kìm nổi nước mắt. Bọn nhỏ kể là chúng đang rất đói và rét. Tôi nhớ mãi một bé Siri chỉ khoác được một chiếc áo mỏng manh, bên trong là một chiếc áo cộc tay, trong khi chúng tôi với rất nhiều quần áo dày mà vẫn rét run. Tôi không biết cô bé ấy có thể chịu đựng nổi cơn giá rét đấy bao lâu, và tôi cũng không thể hình dung những đứa trẻ con ấy liệu có thể chịu nổi cái lạnh của mùa đông năm nay. E rằng nỗi lo sợ của tôi đang thành sự thật. Nếu bạn theo dõi tin tức sẽ thấy, ngay khi chúng tôi trở về thì báo chí thế giới cũng bắt đầu đưa tin rằng những đứa trẻ đấy đang ở trong cơn tuyệt vọng. Có những đứa 7 ngày chưa được ăn một bữa cơm nào, cũng không có nổi một mẩu bánh mì. Nhà báo Lê Bình nghẹn lời. Có quá nhiều những câu chuyện tôi gặp ở Syria, những câu chuyện ở Lebanon, những câu chuyện ở Macedonia và Hy Lạp khiến cho cuộc đời làm báo của tôi nó trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Ngoài phim Hành trình của sự sống và cái chết hồi tháng 7 năm nay, một ký sự khác về chiến tranh mang tên Ký sự Syria, góc nhìn từ phía trong cuộc chiến, cũng do nhà báo Lê Bình và ekip VTV24 thực hiện, từng gây ra những tranh cãi trái chiều. Mới đây, lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam cho biết nhà báo Lê Bình không còn là giám đốc trung tâm tin tức VTV24 và phủ nhận thông tin cô bị thu thẻ nhà báo. Và mình nghĩ rằng là cái cuộc phỏng vấn đấy là cái cuộc phỏng vấn mà nó sẽ là cuộc phỏng vấn rất là đặc biệt. Nó là cuộc phỏng vấn mà sẽ ấn tượng nhất trong cuộc đời làm báo của mình, đấy là phỏng vấn Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Bọn mình nhận được cái thông tin từ lãnh sự quán Việt Nam tại Liban là sau một năm bọn mình liên hệ. Cái lần trước đến bọn mình đã định có ý định phỏng vấn rồi, nhưng mà sau một năm thì Tổng thống thu xếp để trả lời phỏng vấn cho bọn mình. Bashar al-Assad là con người rất là đặc biệt. Ông ấy là cái người mà hai cái thế lực mạnh quân sự mà mình nghĩ rằng là mạnh nhất thế giới, một là phương Tây và Mỹ, là cũng không muốn ông ấy ở cái vị trí đấy. Hai là IS, phiến quân, cũng không lúc nào cũng muốn giết ông ấy. Thì mà được phỏng vấn một cái người như thế thì nói thực ra là những người làm báo, chắc là các bạn cũng hiểu, bạn làm báo, mình cũng làm báo, có một cái cơ hội đấy thì phải, dù có thế nào chăng nữa thì cũng muốn, rất là muốn sang để phỏng vấn. Cho nên cái mục đích của mình quay trở lại Trung Đông lần này chính là cái cuộc phỏng vấn đó. Thực ra thì là đáng tin hay không đáng tin thì nó phải tùy thuộc vào bằng chứng. Tức là bọn mình không phí công để sang đấy để mà nghe một cái nói rằng là không đáng tin. Cái việc mà cái thông tin mà bọn mình nhận được từ lãnh sự quán Việt Nam tại Liban, đại diện anh chưa đi nhỉ? Anh ấy trả lời bọn mình là đã set up xong cuộc phỏng vấn thì bọn mình mới sang. Cho nên là nếu như bà bảo rằng là không đáng tin thì chính là cái lãnh sự đấy nó không đáng tin. Thực ra là mọi người xem thì có thể là mọi người xem khá là kỹ nhưng mà lại là chưa kỹ. Đúng là hôm là cái thành phố mà không có, tức là nó chỉ có một phần chiến sự ở phía bên kia thôi. Cái chỗ mình đến hôm ấy là an toàn lắm. Và chính vì an toàn cho nên là chính phủ Syria người ta mới dẫn mình đến. Chứ nếu như mà không an toàn chắc mình họ cũng chả dám dẫn đến đâu. Nhưng mà thực ra an toàn với họ cho rằng an toàn, nhưng mà họ cũng đã cảnh báo bọn mình là rất rủi ro. Bởi vì ở hôm ấy vẫn còn cái người lính bắn tỉa. Nhưng mà cái chỗ bọn mình đến thì đúng là họ nói rằng là gần như là rất an toàn. Bởi vì rằng ở đấy không còn người, nó bị tàn phá hết rồi. Bọn mình đến hôm không phải là nói về chiến sự, hôm là nói để kể lại những câu chuyện đau thương đã từng xảy ra ở đó. Nếu mà các bạn xem thì các bạn thấy rất rõ đúng không? Những cái câu chuyện là những cái người phụ nữ mà bị không một cái miếng bánh mì, bạn vừa mới xúc động vì một cái miếng vì những đứa trẻ đói, thì mình cũng rất là xúc động khi nghe một cái người phụ nữ nói rằng là một cái miếng bánh mì mốc bé bằng cái lòng bàn tay cho bốn người ăn, họ không có gì để ăn cả. Rồi chính bà ấy phải, họ bị phiến quân bắt quỳ lết suốt cả một cái góc, một cái cả một cái phố đúng không, cả một quãng đường dài như thế.
Rồi những câu chuyện như là cái câu chuyện mà cái bạn đã từng nghe và thực sự lúc đấy là mình không thể kìm nén nổi cái cảm xúc của mình lúc đó. Mình khẹo không nghe nổi hết câu chuyện đấy. Cái người phụ nữ mà bị bắt, tức là 9 người phụ nữ bị trần truồng, bắt đi suốt cả cái dọc phố đó. Họ lột trần truồng những người phụ nữ đấy ra. Sau đó thì đến cái đoạn mà mổ, tức là họ lấy ra họ mổ bụng cái đứa bé, cái đứa trẻ sơ sinh mà nó chưa hề, nó mới có thần thức ở trong bụng đấy, họ mổ ra. Và họ dùng đầu của đứa bé đấy để đá đi đá lại. Mình không nghe nổi, lúc đấy mình bị ngạt thở. Mình phải chạy ra một chỗ để có thể thở được. Lúc này, ngay lúc này khi mà nhắc lại cái kỷ niệm đấy, mình vẫn có cái cảm xúc. Mình tin rằng nếu là con người, một con người tử tế, không thể không có cảm xúc trong những câu chuyện như thế được. Một đứa bé bị lôi ra và cái đầu nó được cắt đi để mà đá bóng như vậy, thì mà mọi người không có cảm xúc thì mình không tin. Và lúc đấy mình bị ngạt thở, mình chạy ra. Lúc đó mình phải dựa vào Vân Anh. Vân Anh nhìn thấy mình như thế thì Vân Anh chạy ra kiểu cũng kiểu, tức là lúc đấy mình chân mình muốn quỵ xuống. Hôm là những câu chuyện như vậy, chứ không phải là chỗ câu chuyện bắn nhau ở hôm. Cho mọi người đừng lấy cái này đắp sang cái khác. Bắn nhau giáp La Cà nó xảy ra ở Joba chứ không phải ở hôm. Cũng nhắc lại là bọn mình sang để thực hiện một cuộc phỏng vấn. Và cũng muốn đi vào để tiếp cận xem là cuộc chiến nó thế nào, lý do tại sao mà người ta lại rời bỏ để đi. Thì bọn mình chuẩn bị, đúng là chuẩn bị quần áo, thì các bạn trên cư dân mạng nói thế là bọn mình chuẩn bị quần áo không chuyên nghiệp cũng có phần là đúng. Nhưng đấy, tức là mục tiêu của bọn mình là đi phỏng vấn, chứ không hoàn toàn là đi vào cái vùng chiến sự như vậy. Thế và khi mà trước cái chuyến đi hôm đó thì bọn mình cũng có hỏi là ăn mặc, hỏi cái anh mà dẫn đường ấy thì ăn mặc như thế nào. Thì anh nói rằng là ở hôm thì nó an toàn, không có vấn đề gì hết. Thì nó, bọn em có thể ăn mặc được thoải mái, không sao cả. Cho nên cái ăn mặc của mình ở hôm ấy, vì là mình đã được hỏi rằng là hôm là an toàn, thế cho nên là cái lúc đấy là mình cũng tự nói thật là không còn quần áo sạch đâu. Thật sự là như thế. Thế cho nên cứ phải mặc đi mà mặc lại thôi. Thì lúc đó là mình có mặc như thế. Mà nếu như mọi người nói là cho là chưa phù hợp thì cũng là cái thiếu chuyên nghiệp của bọn mình là như thế. Trả lời cái câu hỏi thứ hai là tại sao mà lại kiểu nói về cái cảm xúc hoặc là nói về quay phóng viên nhiều thế, xuất hiện nhiều thế, thì là My sẽ trả lời đúng không? Dạ vâng, em trả lời cũng được. Thì thực ra thì mình trước mình cũng không phải là học báo, khi mà kiểu làm truyền hình thì còn rất là nhiều cái bỡ ngỡ, nên là khi mà đi làm chị Bình bảo là có lẽ là mình nên làm theo kiểu ký sự, tại vì là nó chỉ là những cái mà bọn mình đi, bọn mình không thể lường được là trong ở Syria nó sẽ xảy ra chuyện gì. Bọn mình chỉ muốn là bọn mình đi, bọn mình nhìn thấy những cái gì bọn mình kể, và nó là cảm xúc. Những cái thực ra là không, mình đỡ lời My một chút, My một chút, tức là ở truyền hình nó có là dạng ký sự truyền hình. Ký sự truyền hình có nghĩa là theo chân của cái đoàn làm phim đấy, dưới góc nhìn của tác giả. Các bạn có thể ở đây My cũng có một vài những cái phóng sự của BBC, của BBC, của CNN, họ cũng làm theo cái cách như vậy. Có nghĩa là hoàn toàn là theo cái cảm xúc, theo cái dòng suy nghĩ của khán giả, của tác giả, mà đi kể lại cái câu chuyện đấy, chứng kiến cái gì, gặp ai, hỏi cái gì, nói như thế nào, thì cái đó là nó là một thể loại truyền hình. Đó là dạng truyền hình, ký sự truyền hình rất là phổ biến ở các cái đài nước ngoài. Nếu ví dụ như là các bạn có theo dõi trên Vice News chẳng hạn, nó cực kỳ phổ biến ở Vice News, tức là phóng viên thâm nhập đi đến đâu cũng dẫn hiện trường, đi đến đâu cũng nói chuyện với người dân, thể hiện gương mặt của mình trên hình và nói luôn là cảm xúc của tôi ở đây là gì, tại vì đó là những cái đấy là một loại thể loại truyền hình. Mình thì thấy có hai luồng ý kiến trái chiều ở đây. Có luồng ý kiến đầu tiên thì nói rằng là quay thế chả sợ cái gì cả,
Thế thì mà cũng quay. Thì mình chỉ đọc một cái comment mà mình cũng hơi buồn cười. Cái bạn ấy comment, bạn ấy nói rằng là sao mà các chị làm phóng sự chán thế. Nhẽ ra các chị phải bị bắn pep, phải quay được cái cảnh bắn pep người phóng viên ra chứ. Phải quay được cái cảnh đấy. Còn nếu như mà cái đoạn mà ES nó mổ bụng bà kia ra ấy, thì bọn chị phải quay, phải dùng 5 góc máy. Và dùng coi như là phải quay cận vào cái cảnh mà nó con dao nó rạch bụng như nào, rồi nó chặt đầu thằng bé như nào, rồi phải quay cận vào cái chân của của phiến quân đá bóng. Đấy, tức là bạn ấy nói một cách mô tả như thế, tức là kiểu bạn ấy mô tả cái kiểu như vậy. Và mình thấy rằng là đúng là đấy là một cách đòi hỏi. Tức là rất nhiều người lại đang đòi hỏi bọn mình là phải quay được những cảnh. Còn bạn kia bạn cũng lý giải là có lẽ là do là mọi người xem phim bom tấn nhiều quá rồi, cho nên rằng là không chấp nhận những cảnh thực tế nó là như thế, nó quá chán, nó chả có gì. Thế còn như là ý kiến của bạn vừa mới nói ấy, lại là kiểu như là lại thật quá, nó kiểu giàn dựng, như là giàn dựng, nó coi như là cận vào cái súng, bởi vì xong lại bắn được như thế, xong lại giật mình như thế, nó thật quá. Và nó kiểu nó khiếp, nó khiến cho người ta thấy rằng là như là một cái bộ phim, chứ không phải rằng là thật ở chiến trường. Thì bọn mình cũng thấy buồn cười ở cái chỗ rằng là bọn mình những cái phóng viên Việt Nam lèo tèo mà lại đổ sức, lại coi như là lại yêu cầu cả bộ quốc phòng, chỉ huy cả bộ quốc phòng của Syria để yêu cầu người ta dàn ra một cảnh trận chiến như thế, để chui vào trong hầm như thế, hai vị tướng dẫn đường như thế, xong mấy chục quân lính đi cùng bọn mình như thế để bắn nhau bò bò với cả bên kia cho mình, bọn mình quay. Bọn mình cảm thấy đúng là mọi người kiểu như là đánh giá cao mình, không phải bọn người đánh giá cao bọn mình quá, tức là mọi người like là vì là trên kênh YouTube thì là có cả dislike và like, thì cái lượng like nó cao gấp nhiều lần so với cái lượng dislike. Cũng có những comment như vậy, nhưng cũng có những comment mà họ nói rằng là họ đã thực sự chứng kiến cái sự thảm khốc của chiến tranh thông qua cái phóng sự đấy, họ đã thực sự cảm nhận được cái nỗi đau khổ của những cái người dân, và họ hiểu được tại sao những cái người dân đấy lại phải ra đi. Thì mỗi một cái người, mỗi một con người đều có một cái đánh giá riêng. Bọn mình thì thấy rằng là những cái đánh giá khác nhau đó có thể là những cái góp ý rất là chân thành, bọn mình tiếp thu. Bọn mình thấy rằng là nếu như mà những cái góp ý đấy có thể tốt cho nghề nghiệp bọn mình, góp ý để tốt hơn cho những cái sản phẩm sau của bọn mình, thì bọn mình tiếp thu. Còn những cái mà ví dụ như là chửi bới các thứ nọ kia ấy, thì bọn mình bỏ ngoài tai hết. Cũng thú thật với chị Hà là chúng tôi không có ý định đi thực hiện cái chương trình Hành trình sự sống và cái chết khi mà rời Việt Nam để sang Trung Đông. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi chỉ là thực hiện một cái trường đoạn rất là ngắn trong tạp chí Kinh tế Năm, một chương trình mà chúng tôi cũng thực hiện hàng năm và cũng rất là kỳ vọng. Tuy nhiên khi mà đi sang đến cái mảnh đất đấy rồi, đi lẫn vào trong cái đoàn người đó, nhìn sâu vào đôi mắt của những đứa trẻ, thì chứng kiến những cái cảnh sống vô cùng là cực khổ của những cái người di cư, thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi phải làm. Cái việc mà phải làm đấy nó như là một cái sự tự nhiên, nó như là một cái sứ mệnh ấy. Chứ còn trước đó thì quả thật là chúng tôi không có ý định đi cứu thế giới, hay là chúng tôi cũng không có ý định là phải thực hiện một chương trình nào đau to bố lớn cả. Nhưng đúng là khi đi đến cái vùng đất đó, cái máu nghề nghiệp trong bốn anh chị em nó như là một cái ẩn dấu sâu ở trong tim, lúc đấy nó bùng phát. Chúng tôi không thể cưỡng lại cái nhiệt huyết làm báo, và chúng tôi phải làm, và chúng tôi đã làm như thế. Đúng rồi, thì khi mà được trực tiếp chứng kiến hòa lẫn vào trong cái dòng người và đang phải rời bỏ, buộc phải rời bỏ quê hương, trốn chạy cái chết như vậy, thì cái ấn tượng mà chị cảm nhận được trong cái hành trình đấy là gì ạ? Ở trong cái hành trình của sự sống và cái chết, nó có quá nhiều ấn tượng, nó có quá nhiều thứ để kể. Từ cái đôi mắt của những đứa trẻ, bọn trẻ con Trung Đông nó rất là đẹp. Tôi cũng không hiểu tại sao mà nó đẹp đến như những cái thiên thần ấy. Mà những cái thiên thần đấy đang bị hành hạ. Những cái đôi mắt nó vừa ngây thơ trong sáng mà nó đang ở trong một cái hoàn cảnh vô cùng là cực khổ. Tôi không thể tưởng tượng nổi rằng một cái thân xác bé nhỏ với những khuôn mặt thiên thần như thế mà bị đói, bị rét, bị khát,
như là một cái sự hiển nhiên, chúng nó chấp nhận cái điều đấy như là một sự hiển nhiên. Đó cũng là một cái ấn tượng đối với tôi trong cái hành trình này. Tôi cũng ấn tượng với một cái người đàn ông theo đạo Hồi vô cùng là sùng đạo. Ông ấy nói rằng là ông ấy không thể cầu nguyện nổi, bởi vì ông ấy ở trong một cái hoàn cảnh nó vô cùng là bẩn thỉu. Nếu như ông cầu nguyện thì ông ấy sẽ xúc phạm đến Thánh Allah. Và chính vì vậy cho nên ông không cầu nguyện, mặc dù cái khao khát cầu nguyện của ông ấy là một cái khao khát vô cùng lớn. Tôi nhìn vào cái đôi mắt của người đàn ông đấy, tôi thấy một cái sự tuyệt vọng. Tôi ấn tượng với cả những người đàn ông khác nữa, những người đàn ông lực lưỡng, nhưng mà gần như là không quyết định được cái số phận của mình, đứng co ro ở trong cái trời giá rét, ở sát với cả biên giới của Hy Lạp và Macedonia. Họ là những đối tượng mà có thể bị trả về. Họ gần như những cái người đàn ông mà rõ ràng sức lực thì tràn đầy, thế nhưng mà trong cái đôi mắt thẳm sâu của họ, nó như là một cái gì đó nó vô cùng khó tả, cả một cái nỗi tuyệt vọng đến tận cùng và cả một cái sự khao khát tìm kiếm một cái sự sống đến tận cùng. Nhưng cuối cùng thì những người đàn ông lực lưỡng đấy không quyết định được số phận của mình mà đang phải chờ vào một cái tờ giấy được phép cho qua hay là ở lại, có nghĩa là được phép đi đến vùng đất sống hay quay trở lại với cái chết. Những cái điều đấy nó ám ảnh vô cùng chị ạ. Nghĩa là cái ranh giới giữa sự sống và cái chết nó là một cái lằn ranh vô cùng mỏng manh, đúng không chị? Tôi có nhớ là khi mà xem chương trình VTV đặc biệt, tôi bị ám ảnh vô cùng ánh mắt của những cái đứa trẻ khi nó kể rằng đã 7 ngày rồi nó không được ăn. Thì không hiểu là khi mà được tận mắt chứng kiến những cái điều mà nó kinh khủng như thế, thì những cái câu chuyện nào mà nó còn lắng đọng trong chị cho đến tận bây giờ? Quả thực là khi mà chứng kiến một cái bữa tối trong một cái gia đình người Syria di cư ở sát với cả biên giới của Syria và Liban ấy, thì chúng tôi khi mà phỏng vấn họ thì cả ba bốn chị em đều bật khóc. Bản thân cái bạn quay phim, bạn ấy cũng rất là xúc động, cho nên cái tay máy của bạn cũng bị rung lên. Khi mà chúng tôi mới nhìn thấy là họ đang luộc ba cái củ khoai tây, thì lúc đó chúng tôi hỏi rằng là ba cái củ khoai tây này là dành cho ai. Họ nói rằng dành cho 12 con người, cả đàn ông, cả đàn bà. Ba củ khoai tây dành cho 12 con người, cả đàn ông và đàn bà. Nếu mà có hình ảnh ở đây thì tí nữa xin đạo diễn sẽ phát lên để cho mọi người cùng thấy cái sự tuyệt vọng trong đôi mắt của họ. Trong một cái thời tiết gần dưới 0 độ C, họ 12 người chỉ trông cậy vào ba củ khoai tây để cầm cự. Bây giờ thì chúng ta đang có mặt tại Liban. Trại tị nạn Bekaa này nằm sát với cả biên giới của Syria. Đây là điểm đầu tiên mà những người Syria tìm đến trong hành trình sự sống và cái chết. Những người Syria rời quê hương với khát vọng đi tìm sự sống. Nhưng trên con đường đó, người ta nhìn thấy quá nhiều cái chết. Hơn 4 triệu người Syria đã phải rời bỏ ngôi nhà của mình, quê hương của mình để chạy trốn khỏi bóng ma IS. Họ đã sống và chết như thế nào? Trại tị nạn Bekaa, trong cái lạnh dưới 0 độ C, bất cứ những cái gì có thể chắn gió, dù là lành hay rách nát, cũng đều được những người dân tị nạn đắp lên mái lều tạm của họ. Những đứa trẻ phong phanh trong lớp áo mỏng, cố nắn lại bên ngoài để sưởi ấm bằng cái nắng cuối chiều. Hàng ngày em ăn gì? Bánh mì ạ. Còn thịt thì sao? Lâu lắm rồi em không được ăn thịt, em không còn nhớ mùi thịt như thế nào nữa. Em có nhớ Siri không? Em nhớ nhà lắm, ở đây đói quá, em muốn được ăn thịt và uống sữa. Giá mà có quần áo mới cho đỡ lạnh. Em cũng nhớ đồ chơi của em. Bữa tối của những người lớn, củi được lượm lặt từ những cây khô trong vùng, mãi mới đun được nồi nước. Ba củ khoai này là dành cho ai vậy? Ba củ khoai này là dành cho cả nhà 12 người đấy. Và ăn với gì nữa chứ? Không, chẳng còn gì ngoài những củ khoai này. Tôi có 12 đứa con thì ba đứa giờ đang bị bệnh rồi. Còn một đứa con trai của tôi đã mất trong một trận đánh bom.
Tôi cũng muốn rời khỏi khu lều trại này, nhưng không nơi nào chấp nhận chúng tôi cả. Nhà của tôi ở Syria đã bị phá hủy, không thể trở về nữa rồi. Những người tị nạn Syria vẫn luôn mong ngóng ngày được trở về nhà, để những đứa con của họ được ấm áp ở quê hương. Nhưng giấc mơ ấy còn quá xa vời. Đêm nay, họ vẫn phải đối diện với những tiếng gió rít như tiếng bom đạn. Còn tại trại tị nạn Shatila giữa lòng thủ đô Beirut, những đứa trẻ Syria đã bắt đầu được đi học. Một niềm vui mà có lẽ đối với trẻ em ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng giống nhau. Thế nhưng đằng sau nụ cười ấy, các em lại đang phải đối mặt với một nỗi đe dọa. Hàng ngày, bố mẹ các em, anh chị các em và chính các em đang phải tắm giặt, rửa ráy, ăn uống với một nguồn nước mà người ta gọi là nguồn nước tử thần. Quý vị có thể nhìn thấy đây này, vì axit quá nhiều cho nên là ngay cả cái vòi nước này nó cũng đã bị hoen rỉ khủng khiếp. Và đây nữa, nó có một cái mùi nó mặn còn hơn cả nước biển. Tôi không hiểu tại sao họ có thể sống bằng một cái nguồn nước như thế này. Cả gia đình của ông Fuad cũng giống như hàng ngàn gia đình khác tại trại tị nạn Shatila vẫn phải sử dụng dòng nước mặn chát này mỗi ngày. Hậu quả là gần 80% trong số họ đã bị bệnh thận. Ông Fuad là một người Hồi giáo ngoan đạo. Cái khao khát cầu nguyện mỗi ngày đều thôi thúc ông. Nhưng mỗi khi chuông điểm đến giờ cầu nguyện là một lần Fuad chìm vào đau khổ và tuyệt vọng. Tôi không thể cầu nguyện ở đây được. Nước ở đây quá bẩn, nhà cửa thì rột nát, lúc nào cũng có mùi hôi thối. Cả người tôi nữa, quần áo bẩn thỉu như thế này. Cầu nguyện kiểu này sẽ xúc phạm đến Đức Thánh Allah. Tôi rất thất vọng. Cả nhà chúng tôi đang sống như súc vật trong cái ổ chuột thế này. Rồi chúng tôi sẽ phải chịu tội trước Đức Thánh vì chẳng ai cầu nguyện được. Không chỉ có vậy, cuộc sống tị nạn đã ép những đứa trẻ Syria phải trưởng thành trong gấp rút. Như gia đình này có tận 8 người, vậy mà họ chỉ được nhận 20 đô la Mỹ mỗi tháng để ăn. Không đủ chi trả, cô bé phải làm đủ việc lặt vặt để kiếm tiền đỡ đần cha mẹ. Hôm nay cháu nhặt được nhiều vỏ chai lắm đấy. Nếu nhặt được 10 cân vỏ chai thì cháu sẽ được 1 đô la để mua bánh mì cho cả nhà. Trong những căn nhà ổ chuột tối tăm, những đứa trẻ dù rất nhỏ cũng đều phải lao động cật lực để kiếm sống. Đây là Waris, anh trai của Sarah. Cậu bé mới chỉ có 7 tuổi mà đã phải làm việc 13 tiếng một ngày để nuôi đứa em bé bỏng này. Ở trong cái khu phố này có hàng trăm đứa trẻ như vậy. Cái lúc đấy thực sự cả mấy chị em đều rưng rưng nước mắt. Nhưng đến khi phỏng vấn những đứa trẻ thì chúng tôi mới òa khóc. Chúng tôi không kìm nổi, kể cả cái người phiên dịch của chúng tôi cũng không kìm nổi nước mắt. Bởi vì những cái đứa trẻ quá tội nghiệp, chúng nó đang rất là đói và rét. Tôi còn nhớ một cái đứa bé người Syria, trời rất là rét, chúng tôi thì rất là nhiều quần áo, mặc thì vẫn rét run lên. Mà cô bé đấy chỉ khoác một cái áo khoác rất là mỏng, và bên trong là một cái áo cộc tay. Tôi không thể hiểu nổi là làm sao cháu ấy có thể chịu đựng nổi cái cơn giá rét đấy trong cái mùa đông này. Có lẽ là tôi đang muốn xem lại một vài đoạn trong cái hành trình của chị ạ. Đạo diễn có thể cho phép chúng tôi xem một vài các cái hình ảnh. Đây chính là cái cô bé xíu xiu kia kìa. Cô bé đứng bên cạnh chị đúng không? Cô bé đứng cạnh tôi đấy. Đây là chị Serin, người Syria. Bạn xem, cô bé đấy chỉ mặc mỗi một cái áo mỏng mà thời tiết nhiệt độ như thế này.
Chị, nhiệt độ lúc đấy khoảng bao nhiêu độ chị? Lúc đấy là vào khoảng tầm 4 độ. 4 độ C mà rất rét. Tôi cảm giác như 4 độ mà gió như cắt da cắt thịt. Những khó khăn khổ cực buộc những đứa trẻ này phải già hơn trước tuổi. Nhìn nó tôi không thể cầm được nước mắt. Thực sự là không muốn rời đi nữa. Sau khi chúng tôi trở về thì một loạt các cái báo chí thế giới cũng đã bắt đầu đưa tin rằng những cái đứa trẻ đấy đang ở trong những cơn tuyệt vọng vì đã có những đứa 7 ngày không được ăn một bữa cơm nào, không có một nồi, một mẩu bánh mì. Những cái đứa trẻ mà nó ở trong một cái tình trạng mà tôi cũng không thể tưởng tượng nổi. Tôi ôm cô bé đấy vào lòng. Đấy là cái giây phút mà tôi cảm thấy cũng rất là bị ám ảnh. Khi tôi ôm cô bé đi vào lòng, nó khi mà rời đi thì nó gần như không muốn, nó không muốn tôi rời bỏ, nó không muốn rời bỏ cái hơi ấm đấy. Nhưng mà tôi bất lực, tôi không biết làm thế nào được cả. Tôi chỉ là một nhà báo đến đấy để kể cái câu chuyện, nhìn thấy cái hoàn cảnh như thế. Tôi rất muốn làm được một cái điều gì đó cho cô bé đấy, cho những người dân ở đấy. Nhưng hoàn toàn tôi không có khả năng. Đấy cũng chính là một điều khiến cho tôi vô cùng ám ảnh. Những cái câu chuyện ở Syria, những câu chuyện ở Liban, những câu chuyện ở Macedonia và Hy Lạp, những cái vùng sát biên giới đấy, chúng tôi đến vùng sát biên giới đấy. Thực sự nó có quá nhiều những câu chuyện khiến cho cuộc đời làm báo của tôi nó trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Nhưng tôi cũng cảm thấy rằng mình đã may mắn khi mà đã ghi được những cái thước phim, khi mà đã xây dựng lên được một cái chương trình mà thực sự chân thật, nó như là những cái giây phút lịch sử của nhân loại này. Cái thế giới này sẽ còn ghi lại những cái giây phút lịch sử đấy. Rất là nhiều báo chí thế giới đã từng ghi lại rồi, và tôi đã cùng với họ ghi lại những cái giây phút lịch sử, những giây phút lịch sử ám ảnh, những giây phút đau khổ của cái nhân loại này. Và nhân loại phải ghi nhớ rằng đã có một cái cuộc di cư khủng khiếp như vậy, đã có một cái những cái câu chuyện đau lòng đến như vậy, và bản thân những cái người đang tạo ra những cuộc chiến như vậy, đang khiến cho những người dân phải rời bỏ quê hương ra đi như vậy, họ phải suy nghĩ. Tôi chắc chắn họ sẽ trong những cái bữa cơm của họ ăn một cách đầy đủ, trong những ngôi nhà sang trọng họ ở, trong những bữa tiệc rượu họ cười nói, thì chắc chắn khi đến cuối đời, nếu chưa phải là bây giờ, thì đến cuối đời họ sẽ phải đối diện với những đôi mắt trẻ thơ ở Syria. Họ sẽ phải lắng nghe những cái tiếng kêu khóc, những cái tiếng thảm thiết của những con người mà đã bị chết tức tuổi ở cái mảnh đất Trung Đông, nơi mà những cái người mà vì tham vọng của mình, vì những cái lợi ích cá nhân của mình mà tạo ra những cuộc chiến tranh như vậy để dẫn đến một cái thảm cảnh cho những người vô tội như vậy. Tôi tin là thế. Tôi chia sẻ với chị, chỉ là một cái người gián tiếp để chứng kiến những cái khốn cùng của những cái con người đang phải cuống cuồng để trốn chạy cái chết, mà tôi cũng bị ám ảnh kinh khủng. Thế thì những người như chị Bình là những người đã trực tiếp được chứng kiến, như là những cái nhân chứng sống ấy, thì rõ ràng là xúc động vô cùng. Để mà làm được một cái chương trình như là Hành Trình của Sự Sống và Cái Chết, nó hoàn toàn không hề đơn giản, nó sẽ phải rất là khó khăn vất vả. Chị có thể chia sẻ với chúng tôi về những cái trải nghiệm và những cái khó khăn mà chị và các cộng sự của mình đã gặp phải không ạ? Tôi chỉ kể cho mỗi chị vài chi tiết thôi. Chị thấy là chúng tôi khó khăn đến cái mức như thế nào. Khi mà vào được trong những cái khu vực mà chúng tôi có thể quay được ấy, thì chúng tôi phải xin 4 cái giấy phép của chính phủ và của các cái bộ ngành, các cái chính quyền địa phương đại loại là thế. Nhưng mà đây chính là những cái giấy phép Ả Rập đây, có chữ Ả Rập tên tôi đây. Chị có thể xem những cái giấy phép như này để chúng tôi được phép quay ở trên lãnh thổ của họ. Thế nhưng mà khi mà vào được đến cái khu vực đấy thì 4 cái giấy phép này là vô hiệu. Đúng rồi. bởi vì khu vực đấy là khu vực tự trị. Cho nên rằng là chúng tôi lại phải bắt đầu lại từ đầu.
Sau khi xin 4 cái giấy phép rất là chật vật rồi thì chúng tôi lại bắt đầu lại từ đầu. Và rất là may là như là một cái sự sắp đặt tình cờ ấy, cái chị phiên dịch đi cùng đoàn với chúng tôi là chị là cái người rất là hiểu biết và cũng là một cái người có một cái mối quan hệ rất là rộng. Cho nên chị đã liên hệ với cái người đứng đầu, tức là thông qua rất là nhiều các mối quan hệ và chị đã liên hệ được với cái người đứng đầu của cái khu vực đấy. Và họ cho phép chúng tôi vào đấy quay được khoảng tầm 30 phút là phải đi ra. Thực sự là đấy chính là cái những cái cực kỳ khó khăn mà chúng tôi đã phải trải qua. Và nó phải là rất là may mắn thì chúng tôi mới làm được. Vì nếu đấy, ở đấy nó vô cùng là trông tranh. Chỉ cần xin, không xin được giấy phép cũng coi như là không được quay. Mà phải là xin 4 cái. Và chỉ cần là chị Sirin ấy, mà chị không có mối quan hệ, chị chỉ làm đúng cái phận sự của một người phiên dịch không thôi thì chúng tôi cũng không được quay. Thực sự khi mà trong cái chuyện hành trình này, chúng tôi đã gặp quá nhiều người tốt. Chúng tôi gặp quá nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi gặp quá nhiều người tốt. Thì chúng tôi mới thực hiện được cái chương trình hành trình của sự sống và cái chết. Đấy là cái khó khăn về mặt giấy tờ thôi, một cái khăn rất là nhỏ, nhưng mà nó cũng rất là khó khăn rồi. Cái khó khăn thứ hai là khó khăn về mặt thời gian. Thực ra thì chúng tôi cứ phải đi vào đoàn di cư này, xong chúng tôi lại phải di chuyển sang chỗ khác. Bởi vì nếu như mà chỉ quay một đoàn di cư thì chúng tôi cũng không theo hết được của chuyến hành trình và cũng không kể được nhiều câu chuyện. Cho nên là chúng tôi cứ đi theo họ, sau đó thì chúng tôi lại đi tiếp, di chuyển sang một cái địa phương khác và di chuyển sang các cái nước khác, di chuyển sang vùng biên giới. Cái thời gian để chúng tôi di chuyển ấy, nó rất là nhiều và cũng khá là vất vả. Cho nên là thường là chúng tôi chỉ ngủ có 3 đến 4 tiếng một ngày thôi. Có những đêm chúng tôi chỉ ngủ 2 tiếng, có khi lại chả ngủ tí nào cả, bởi vì về nhà là gần 2 giờ sáng, xong dọn dẹp đồ đạc các thứ để chuẩn bị ra sân bay và ra sân bay vào lúc 4 giờ. Thì đấy là những cái mà những cái chuyến đi nó rất là vất vả. 12 ngày đêm đi cùng với hành trình sự sống và cái chết là 12 ngày đêm khổ cực vô cùng của anh em ở trong đoàn, ăn sáng một bữa và ăn tối một bữa, có khi là ăn tối vào lúc 2 giờ đêm. Thì chúng tôi đã gặp phải những cái sự vất vả là như vậy. Nhưng mà thực sự thì tất cả những cái điều đấy nó không ăn thua gì cả. Khi mà đối diện với cả cái sự lựa chọn là có đi tiếp hay không đi tiếp. Chúng tôi đi vào những cái khu vực mà những cái khu vực đấy có thể là bị đánh bom. Bởi vì chị người địa phương ấy, chị đã nói, chị Sirin, chị nói rằng là ở đấy có thể xảy ra bắt cóc, tống tiền bất cứ lúc nào. Chị người địa phương chị nói là chúng mình tôi cũng phải sẵn sàng cái tâm thế. Lúc đấy là thực ra trong đoàn cũng sợ, mọi người cũng sợ, tôi cũng sợ. Lúc đấy tôi cũng nghĩ là nếu như mình mà bị bắt cóc thì sao nhỉ? Lúc đấy mà mình mà nghĩ rằng là nếu mình bị bắt cóc thì con cái mình sẽ như thế nào, gia đình mình như thế nào. Bản thân chúng tôi lúc đấy chúng tôi cũng sợ, nhưng mà vì là cái máu làm nghề, cái khao khát muốn được cho người dân Việt Nam mình nhìn thấy được cận cảnh tất cả những cái khổ cực của những người dân di cư, những cái người dân ở trong vùng chiến tranh, vùng chiến sự như vậy, thì chúng tôi cứ vào thôi. Tóm lại là lúc đấy cũng liều mà vào. Khi mà cả cái quá trình chúng tôi đi thì không ai dám đi cùng với nhau, cứ đi giải ra. Nhưng mà người trước là cứ phải ngó người sau. Chúng ta đi một đoàn dài nhưng mà người trước phải ngó người sau để xem là cái người bạn đồng nghiệp của mình ở đâu. Vì rất có khả năng là chỉ một vài phút sau bạn mình biến mất. Đây chính là cái khu phố mà những cái nguồn nước là nguồn nước tử thần. Ở đây là 80% người dân là bị bệnh thận. À, là tử thần là vì sao đấy chị? Bởi vì rằng là cái nguồn nước ô nhiễm khủng khiếp luôn, mà người ta không có cái sự lựa chọn nào khác ngoài cái nguồn nước này, và họ vẫn phải ăn ở với cái nguồn nước này. First time here, I'm very afraid. My heart was beating. Because it's very the most dangerous area in Lebanon, there's a lot of mafia and gangster here, so that's why we cannot walk without someone inside the camp, you know. Chị có thấy không, cái giọng của chị Sirin ấy vẫn còn kiểu run vì sợ. Bà ấy bảo rằng là tim tao đập thình thịch. Bản thân chị là người bản địa đúng không ạ? Chị là người bản địa mà chị còn nói như thế thì cái cảm giác sợ của chúng tôi nó phải tăng hơn rất là nhiều. Cái cảm giác mà hoạt động ở trong một cái môi trường nó lo sợ như vậy thì cũng khiến cho chúng tôi là cũng rất là nhiều xúc cảm. Nhưng mà khi mà thực hiện được xong cái chương trình này rồi, khi mà về để cống hiến cho khán giả Việt Nam, khán giả truyền hình Việt Nam những cái thước phim giá trị như vậy, thì chúng tôi
rất là thỏa mãn. Tất cả những cái khó khăn vất vả chúng tôi đã phải chịu đựng, tất cả những nỗi sợ hãi chúng tôi phải trải qua, tất cả những cái đói khát mà chúng tôi cũng được nếm thì nó tan biến hết. Tôi hạnh phúc, chúng tôi hạnh phúc khi đã trở thành một trong những người được viết lại những trang sử của nhân loại này trong thế kỷ vô cùng văn minh, ấm áp và đầy đủ, thì ở đâu đó vẫn đang có những cái địa ngục trần gian mà mọi người cần phải biết. Hẳn là trong cái địa ngục trần gian đấy thì cái điều kiện sống của mọi người chắc nó kinh khủng lắm đúng không ạ? Điều kiện sống của người dân thì vô cùng thiếu thốn. Thực sự là trong cái lời dẫn của mình tôi cũng có nói, tôi nói rằng là không biết là năm sau, mùa đông năm sau chúng tôi có còn gặp lại họ được nữa không. Và cái khả năng đấy rất là cao. Khi mà chúng tôi quay trở về thì bạn thấy đấy, bắt đầu tuyết xuống. Các cái đài phương Tây họ bắt đầu đưa tiếp theo thông tin về vùng chiến sự, về những cái vùng mà bị kẹt ở trong chiến tranh, những cái đứa trẻ sơ sinh không có sữa để uống, nước cháo không có để ăn, không có, những cái đứa trẻ 7 ngày chưa có một cái gì vào bụng cả. Thì thực sự rằng trên cái thế gian này có lẽ chỗ đó phải đích thị cái chỗ đấy là địa ngục trần gian chứ không phải là cái chỗ nào khác nữa cả. Trẻ em Việt Nam mình cũng rất là khổ, rất là nghèo, nhưng mà thực sự nó có thể đói một chút về vật chất, vẫn còn rét, vẫn còn đói, vẫn còn bị thiếu thốn vô cùng về vật chất, nhưng mà ít nhất là tinh thần nó không bị hành hạ. Còn những đứa trẻ kia đủ cả bạn ạ. Rõ ràng chị đã được gặp những cái con người mà họ đang phải đối diện với cái chết như vậy, thì cái thông điệp mà họ chuyển đến chị mà chị nhận được nó là gì ạ? Thông điệp đấy là tôi yêu quý sự sống của tôi hơn rất nhiều. Họ nhìn họ gửi gắm gì đến cho chị? Bản thân họ là họ sống ở trong cái sự tuyệt vọng. Họ sống ở trong một cái sự tuyệt vọng, họ chỉ khao khát được sống thôi. Đấy là những con người vô cùng hiền lành, những con người mà thực sự không hề, không bao giờ có nghĩ rằng ý định là gây hại cho ai. Họ là những người nông dân cũng có, họ cũng là những người trí thức cũng có, họ là những cái người mà rất là nghèo cũng có, và kể cả cũng khá giả cũng có, chứ không phải là chỉ có dân nghèo không thôi đâu. Thế nhưng mà họ buộc phải rời bỏ cái mảnh đất yêu thương của mình, cái quê hương xinh đẹp của họ, để họ ra đi với một cái khao khát thôi, là khao khát tìm đường sống. Nhưng cuối cùng thì chị nhìn thấy đấy, trên cả một cái chặng đường đấy toàn là máu, toàn là những cái chết, mà những cái chết tức tưởi. Có những người thì lạc vợ, họ đi tìm vợ, có những người thì lạc con. Sống ở trong một cái hoàn cảnh như thế thì cũng chẳng khác nào là chết cả. Cho nên rằng là ở cái mảnh đất đấy là sống và chết ý, thì không biết là cái nào khổ hơn cái nào. Thế nhưng mà cái khao khát duy nhất của họ thôi là họ chỉ là muốn được sống. Họ đã sinh ra ở trên cái cuộc đời này rồi, đương nhiên là họ được sống, nhưng cuối cùng thì họ lại thèm khát một cái đơn giản nhất của con người, đấy là được sống. Vâng, chị Bình này, rõ ràng là chương trình Hành Trình Của Sự Sống Và Cái Chết nó tác động đến cái cảm xúc của mọi người rất là ghê gớm. Thì không hiểu chị có đeo đuổi tiếp câu chuyện này không, có thể là năm tới hoặc một vài năm tới nữa chị lại tìm lại cái vùng đất đấy. Bên chị đã có một cái ý định nào như vậy chưa ạ? Tôi nói thật là tôi không biết là tôi có đủ dũng cảm để quay lại cái vùng đất đấy một lần nữa hay không. Và cũng phải hỏi thêm các bạn trong đoàn, không biết các bạn có đủ dũng cảm không. Vì tôi nói với bạn rồi, tức là khi mà sang đến cái vùng đất đấy thì nó như là một cái sứ mệnh phải làm. Còn nếu mà để sắp đặt nó ngay từ đầu để đi, nhìn vào những đứa con của mình đang ở nhà, nhìn vào cuộc sống mình đang có, chưa chắc mình đã dám. Cho nên là khi bạn hỏi rằng là tôi có ý định quay trở lại không thì tôi cũng chưa dám chắc. Nhưng biết đâu là một nhân duyên, biết đâu đấy một lúc nào đấy tôi lại khao khát tìm về những đứa trẻ mà tôi đã từng gặp, xem các cháu đang sống như thế nào. Mà một cái câu hỏi cũng nhẫn tâm hơn đấy là liệu các cháu còn hay là mất. Biết đâu một lúc nào đó tôi lại quay trở lại. Câu đấy tôi không có câu trả lời định trước được.